Rồi hai anh em hôm nay mình lại lên cho anh em điện lạnh hoặc là anh em camera một cái bộ đai như thế này ha Thì đây là một cái sự lựa chọn của một cái anh trai thì uh, bây giờ mình sẽ đeo lên Để mình gửi cái video này cho anh ấy xem để chốt lại vừa cái đơn hàng cũng như là mình sẽ chia sẻ cái bộ đai này cho anh em ha Thì uh, anh ấy đã chọn á uh, một cái bộ đai này gồm có một cái điểm g rất là mềm Anh em nào mà cái giống dáng người Việt Nam của mình mà nhỏ con như mình á uh, cao mét m 7 nặng tầm 60kg á uh, Anh hai em ấy là đeo cái bộ này lên rất là nhỏ gọn cũng như là vừa dặn ha uh. Cái việc cắt giữ cái bộ đai này cũng rất là dễ dàng đó các bạn ở đây á, mình sẽ có một cái khóa bấm bằng kim loại thì như anh em thấy mình đeo ra mình gỡ ra nè ha và sau đó mình đeo lại nó nghe cái tạch cái là rất là dễ dàng ha các bạn ở bên đây á, mình đã gắn cho nấy một cái bát đeo hước tại vì ở nhà nấy đã có một cái cây hước khá là xịn của điều quát thấy các bạn cho nên là mình gắn cái bát tay hước này còn nếu mà anh em muốn uh, mua mấy cái bát tay hước cũng như là hước tajima anh em có thể tham khảo mình thì mình có thể gửi cái mẫu cho anh em xem ở đây là cái bát tay hước nè mình gỡ cái bát này mình gắn vào thước sau đó mình gài vào đây rất là gọn rồi ở bên đây á mình có một cái mốc đeo máy bắn dít hoặc là máy khoan 18V cái con nào mà nó có cái thân pin như thế này, này anh em có thể máng tay cầm đây được á thì mình máng ha mấy cái con máy khoan bê tông á anh em có thể máng đây là ok luôn anh em mình đeo đây ha để lúc mà mình khoan rút lõi hay là mình khoan cái mặt điện lạnh hay là lắp cái đế camera đó anh em thì anh em có thể máy như thế này thì anh em thấy máy như thế này đi nó rất là gọn gàng các bạn đó này mình di chuyển mình uh, leo hang mình nghĩ là đứng dàn giáo làm rất là ok đó đây mình cầm lên sử dụng nè mình để xuống Rồi ở đây ở đây mình có cái bộ là sáu uh, đầu giữ vít nè thì cái uh, cái đầu này anh em nó cơ cấu là nó giữ bằng hai viên bi nó giống như là cái đầu giữ khoan mình anh em đó mình đút vít vào mình lấy ra hay mình đẩy ra để mình lấy cái đầu vít cái hàng này cũng vậy ha mình đẩy ra thì cái đầu này anh em có thể để đầu vít nè mũi khoan tầng đầu khẩu đó để vô tư luôn hai bạn rồi ở đây á, mình có trang bị cho anh trai một cái túi để vít gặp cái này á, anh em nào mà làm hợ thì mình khuyên anh em nên sở hữu một cái con máy bấn vít gặp ha ví dụ như makita thì cái con makita hiện tại uh, makita td 022 á thì mình thấy con đó đang ok nhất hiện tại ha mình sọc qua đây nó cái lúc mà mình uh, gỡ mấy cái mặt ổ cắm mặt đế điện đầu này kia đó em mình sử dụng vít cặp bắn nó rất là nhanh ha nhiều khi mình cầm chi mấy mấy cái con máy bắn vít này nó rất là nặng các bạn nhiều khi mình làm biến mình lấy vít tay mình dặn hình gan ở lâu đó rồi anh em thấy ở phía sau á mình đang trang bị một cái bộ đai này nó là một cái bộ dao Tajima thì cái bộ này á nó có cái cơ cấu gài bằng khóa nhựa các bạn bây giờ mình bấm cái lẫy này nè mình kéo con dao lên đó là mình lấy ra ha thì cái con này á nó sử dụng cái lưỡi không dụng á ha anh em lưỡi này là lưỡi không dụng anh em có thể uh, mua nó ngoài thị trường rất là rẻ ha còn nếu mà anh em muốn đồ xịn á thì anh em có thể uh, cái hộp lưỡi của Tajima này anh em có thể nhắn với mình đó cái đầu này á rất là dày anh em có thể cại cái hộp sơn đầu này kia là ok dặn dít được luôn ở trên đây nó có cái lỗ nè Thì trên cái bao đôi dao nó cũng có một cái vợ cái lỗ anh em có thể gắn cái cọng dây mà chống ghê á để lúc mà mình làm cho anh dàn giáo á nó tránh gớt ha thì cái con này á mình uh, mình nghĩ là anh em nào làm thạch cao mình nghĩ là nên sở hữu ha còn nếu mà anh em làm điện lạnh làm camera thì mình có thể lấy cái con này để mình mở mấy cái hộp giấy hay là mình muốn gọc cái gì đó ha thì vẫn, vẫn vẫn, mình nghĩ là trang bị trên cái bộ đai này nó vẫn rất là thích hợp đây đều nhanh ha rất là chuyên nghiệp anh em rồi ở phía bên này á thì mình vẫn là một cái túi gà tiết không dụng bên mình phơm cứng ha rộng để được nhiều cái đồ vòng vòng nè đây cái này là mình vẫn ưu tiên giá nó rất là tốt mình kết hợp trên bộ đai của mình anh em nào mà mới trải nghiệm lần đầu á thì cái túi này vẫn là cái lựa chọn số 1 ưu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em ha. Ở đây mình sẽ có một cái cốc. Cái cốc này á, là để đựng dít anh em. Ốc dít tắc kê hay là anh em nào mà lắp đặt thiết bị gáp cái vàng mà nó có anh em kháo đồ ra mà nó có nhiều ốc hay là tắc kê anh em cứ, cứ bỏ vào đây. Đó, sau đó mình cần thì mình làm để ra. Còn nếu mà anh em muốn trang bị mình một cái hộp luôn á. Thì anh em có thể sử dụng hộp nhựa này của Nhật ha anh em. Trên đây á, nó có cái gài nhựa nè và cái hộp này á nó có cái lẫy hộp ở đây nó khóa hộp lại nó không có ốc vít được ha anh em cái ưu điểm á, là cái loại này anh em cứ để một số loại ốc vít tắc kê đi ví dụ như là ốc vít 4 tắc kê 6 hay là tắc kê 8 nó đi theo bộ anh em thì anh em cần lắp cái thiết bị nhỏ thì anh em lụm một hộp nhỏ này mình đeo lên hát lưng này thôi nếu mà mình sử dụng này á, thì mình có thể bỏ cái này ra đi rồi sau đó mình gài lên đâu đó mà anh em cần nó ví dụ như vậy anh em thấy ha gỡ hộp ra lấy rất là dễ các bạn bên đây nó cũng dễ đó, tùy theo nhu cầu của mình anh em muốn trang bị thôi rồi thì cơ bản cái bộ đai này thì mình thấy á, là nó đã cơ bản là đầy đủ cho nhu cầu anh em làm điện cũng được nè điện lạnh cũng được camera đều ok hết hết rồi rồi cảm ơn em